Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái banner hoặc là cái logo cho trang web và dùng Photoshop để các bạn làm thế nào. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải có một cái hình ảnh gì đó cho cái banner của các bạn, chẳng hạn như thế này. Và bạn có thể muốn chạy một cái dòng chữ, ví dụ tôi sẽ viết học lập trình online.com ở trên này chẳng hạn như thế nào. Thì ta làm như sao? Ta chọn cái công cụ là text, đúng không ạ? Text đây. Rồi ta chọn cái layer và ta đã để một cái ta xóa cái layer này đi nhé, thì layer yes và ta chọn cái new layer thì chúng ta biết là đây rồi và ta đặt tên nó là text chẳng hạn. Đấy là layer text và đây các bạn nhìn thấy cái màu này sẽ là cái màu của cái chữ nhé. Và đây là kiểu phông và đây là cái kích thước của phông và đây là cái loại thể loại chữ, đúng không? Loại phông. Ví dụ tôi sẽ viết muốn viết học lập trình online.com vào đây chẳng hạn. Tôi viết học lập và tôi thấy là nó chữ thứ nhất là nó cái này chúng ta có thể thay đổi thì cái phông này sao, đúng không? Tôi cứ viết đi bạn. Chính online.com. Thế bây giờ nếu mà muốn sau khi vẽ xong rồi thì ta cũng có thể viết chữ xong rồi thì ta có thể chỉnh màu, chỉnh bằng màu đỏ chẳng hạn. Ok, nếu bạn thích màu này. Rồi các bạn cũng có thể tăng cái kích thước của nó lên thành 48 chẳng hạn. Bạn thử select nó ra. Rồi các bạn cũng muốn có thể là muốn nó thành cái dạng như thế thế này. Được chưa? Và ấn vào đây để select ra ngoài thì chúng ta còn chúng ta muốn tha nó đi thì chúng ta tha cho nó đi thì chúng ta đưa vào cái này và chúng ta tha nó. Có thể chúng ta để nó vào cái dưới. Chỗ này chẳng hạn. Thì cái màu sắc này có thể nó cũng hơi hợp nhưng mà chữ nó cũng không được không được rõ đọc lắm nhưng mà chúng ta trước mắt là chúng ta biết. Các bạn tùy theo cái nhu cầu của mình các bạn có thể đặt nó ở chỗ nọ chỗ kia rồi kiểu chữ nọ chữ kia và các bạn chọn màu sắc cho nó. Theo các bạn thì cái này nên để ở đâu nhỉ? Tôi nghĩ tôi cứ thử để ở đây thôi nhỉ. Và như thế là chúng ta có một cái banner sẵn sàng cho một cái trang web. Ok, tất nhiên là tôi chưa làm nó chưa được đẹp lắm nhỉ. Ok.